đã 2 năm kể từ lúc Suka và gia đình chuyển sang Ý sống. Bồn Bon và Suka chưa có dịp gặp nhau rồi. Không biết Suka có khỏe không? Còn hay khóc nhè như hồi trước nữa không? Bồn Bon nhớ nhất là kỷ niệm hai đứa vì mãi chơi mà quên mất đường về nhà. Hai đứa vừa sợ vừa lo. Suka còn khóc to và đòi về nhà nữa chứ. Bồn Bon nghe nói ở bên Ý đồ ăn ngon lắm đúng không Suka? Đó là pizza nè, spaghetti nè, toàn là món Bồn Bon thích thôi. Mà nhé, Bồn Bon ở nhà được mẹ nấu cho nhiều món ăn ngon ơi là ngon. Mà mẹ còn sáng tạo món ăn thành hình những con vật rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu nữa cơ. Thích lắm Suka ạ. Mới hôm qua, mẹ đã làm cho Bồn Bon món salad gia đình đỏ ngon lắm. Bồn Bon ăn hết không bỏ sót tí nào. Lúc mẹ làm, mẹ còn hướng dẫn chỉ cho mình cách làm đó Suka ạ. Khi nào có thời gian, Suka cũng bảo mẹ làm cho món ăn này nhé. Dễ ợt nha. Mầm. Trứng gà để làm những chú thỏ trắng, thịt hun khói thái chỉ, củ cải đỏ tạo hình cây nấm và trang trí tai mắt cho chú thỏ, cà rốt để trang trí, ngôi nhà của gia đình thỏ nằm trên vùng đồng cỏ xanh mướt. Được mẹ Bồn Bon trang trí từ rau mầm. Mẹ bảo rau mầm là món ăn tốt cho sức khỏe, giúp tăng sức đề kháng và giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không bị ốm và ít phải uống thuốc đó Suka. Tiếp theo, mẹ lấy thịt hun khói thái chỉ rồi trang trí thành một vòng tròn to giống một tổ ấm nhỏ nhỏ xinh xinh, tạo sự gắn kết yêu thương giữa cả gia đình với nhau đó. Gia đình thỏ sống trên vùng thỏ xanh cũng sống rất vui vẻ, luôn quan tâm yêu thương lẫn nhau. Những thành viên trong gia đình thỏ được làm từ những quả trứng gà chia ra làm hai phần bằng nhau, cùng với đôi tai xinh xinh và đôi mắt lấp lánh được trang trí từ củ cải đỏ, nhìn chú nào cũng rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Còn nữa, xung quanh ngôi nhà của thỏ còn có rất nhiều loại củ quả như nấm, rau xanh và đặc biệt là có thêm cà rốt, là món ăn khoái khẩu của gia đình nhà thỏ đó Suka ạ. Vậy là món salad gia đình thỏ đã xong rồi. Suka thấy những chú thỏ mà mẹ Bồn Bon làm có đáng yêu không? Món ăn này rất là dễ ăn và còn thích hợp cho những ngày nắng nóng đó. Nếu Suka thích những món ăn do mẹ Bồn Bon làm, thì khi nào mà mẹ Bồn Bon làm, Bồn Bon sẽ quan sát thật kỹ từng bước, rồi kể lại cho Suka nghe có được không vậy? Bồn Bon rất muốn Suka sớm về Việt Nam để cùng Bồn Bon ăn những món ăn thật ngon và dễ thương do mẹ Bồn Bon làm Suka nhé!